như thế nào là một mối tình có kết quả. Nếu như quá thích một người, nhưng biết trước sẽ không có kết quả, vậy rốt cuộc nên hưởng thụ quá trình hay kịp thời dừng lại đây? Thế những thứ mà bạn cho là kết quả ở đây là gì? Kết hôn có phải kết quả không? Cũng có người sẽ ly hôn. Răng lòng đầu bạc có phải kết quả không? Rồi cũng sẽ có một người ra đi trước. Thật ra hai người yêu nhau chính là kết quả rồi vậy rõ ràng biết trước sau khi chia tay sẽ rất đau khổ thì nên làm sao thế tôi hỏi bạn nha bông hoa rõ ràng biết bản thân sẽ khô héo đi tại sao vẫn lựa chọn nở người rõ ràng biết trước là sẽ mất thế tại sao vẫn phải sống bạn đọc sách là đọc mấy trang kết cục cuối cùng thôi sao thực ra điều thực sự làm bạn cảm động chính là quá trình ở giữa khiến bạn khóc làm bạn cười giúp bạn trưởng thành đời người cũng như vậy nếu đã gặp rồi thì hãy cố gắng đi trải nghiệm ở trong khoảng thời gian có hạn yêu người mà bạn muốn yêu một cách vô thời hạn